Đương kim Miss Universe 2022 chính thức từ giã vương miện, nghẹn ngào trao lại cho người khác. Đêm chung kết Miss Universe 2022 chứng kiến màn đăng quang đầy thuyết phục đến từ người đẹp Mỹ. Cô sở hữu nhan sắc quyến rũ và khả năng ứng xử thượng thừa. Sau khi tân hoa hậu Art Bernice Gabriel đảm nhận danh hiệu quốc tế, thì ngôi vị trong nước của cô cũng đã được xem xét trao lại cho Á hậu 1 Miss USA 2022 Morgan Romano. Mới đây, trong đêm bán kết cuộc thi Miss Alabama tìm kiếm đại diện thi đấu Miss USA 2023, Morgan Romano đã có màn đăng quang hết sức đặc biệt. Vương miện của cô do chính tân hoa hậu Hoàng Vũ 2022 trao lại. Như vậy, cô chính là người đẹp còn khá trẻ nhưng đã sớm chinh phục ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Mỹ, một phiên bản con khốc liệt không kém Hoa hậu Hoàng Vũ. Morgan Romano là cư dân của thành phố Concord. Năm nay, cô 20 tuổi và tốt nghiệp chuyên ngành hóa học. Bên cạnh đó, người đẹp đến từ North Carolina có niềm đam mê với giáo dục STEM cho trẻ em và luôn dành thời gian rảnh rỗi làm tình nguyện với Project Transit, một chương trình sau giờ học cung cấp chương trình STEM chất lượng cao cho các cô gái trẻ. Năng hậu hiện là kỹ sư ứng dụng tại R.E. Marston ở Charlotte, North Carolina. Cô có kế hoạch mở rộng sáng kiến Outside Sport của mình, cung cấp các bộ dụng cụ khoa học cho các lớp học, bệnh viện dành cho trẻ em, thư viện và cho những học sinh có nhu cầu sử dụng chúng. Nó cũng tập trung vào việc truyền bá thông điệp rằng bạn hoàn toàn có thể chấp nhận con người của mình, bất kể điều đó có thể là gì. Có thể thấy, việc Arbonne Gabriel trở thành chủ nhân của chiếc vương miện kim cương xanh Fast for Good không chỉ mang lại niềm vui cho chính bản thân cô khi sau hơn một thập kỷ thì sắc Mỹ mới giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Đồng thời, điều này còn mang lại cơ hội cũng như danh hiệu sứ mệnh mới cho một người đẹp khác, Morgan Romano, khi cô có thể sử dụng sức ảnh hưởng của một Miss USA để lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. Vừa qua, chuyên trang sắc đẹp Sharpfactor đăng tải thông tin Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 Arbonne Gabriel sẽ có sự kiện homecoming tại Philippines sau khi đăng quang. Chuyên trang này cũng cho biết ban tổ chức Miss Universe đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện homecoming của Arbonne Gabriel ở Manila, Philippines vào tháng tới. Sau sự kiện này, Arbonne Gabriel sẽ tới thăm quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, đó là Indonesia. Thông tin sau khi được đăng tải đã gây ra những tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Arbonne Gabriel đeo sắc USA khi tham dự Miss Universe 2022 thì cô phải tổ chức sự kiện homecoming ở Mỹ. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng Arbonne Gabriel là người đẹp lai hai dòng máu Mỹ và Philippines, nên việc cô chọn quê cha ở Philippines để tổ chức sự kiện homecoming cũng không có gì đáng chê trách. Một số khán giả lại cho rằng sau khi tổ chức sự kiện homecoming ở Philippines, Arbonne Gabriel cũng sẽ tham dự sự kiện chào đón khi cô trở về Mỹ để sinh sống và làm việc, vì trong suốt một năm đương nhiệm, người đẹp sẽ chủ yếu ở đây. Arbonne Gabriel sinh năm 1994 ở San Antonio, Texas, Hoa Kỳ. Cô có cha là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Arbonne Gabriel đã tốt nghiệp trung học Lawrence E. Elkin ở thành phố Missouri vào năm 2012. Năm 2018, cô nhận bằng cử nhân thiết kế thời trang chuyên ngành sợi tại Đại học Bắc Texas. Arbonne Gabriel là người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Cô cũng điều hành một nhãn hiệu thời trang thân thiện với môi trường bằng các vật liệu tái chế. Arbonne Gabriel cũng là người gốc Á Philippines đầu tiên đại diện cho bang Texas tại cuộc thi Miss USA. Trước đó, khi đăng quang Miss USA 2022, Arbonne Gabriel vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị các thí sinh cho rằng có mối quan hệ thân thiết với ban tổ chức và nhà tài trợ nên được ưu ái thiên vị. Sau hàng loạt cáo buộc, tháng 10 năm 2022, tổ chức Miss Universe vào cuộc điều tra. Cuối cùng, Sister Stewart, chủ tịch Miss USA, người từng đại diện Mỹ tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2008 tổ chức ở Việt Nam, và công ty con Miss Grand Corp bị đình chỉ tổ chức cuộc thi.